Trong 12 giờ qua, từ 18 giờ tối 19 tháng 10 đến 6 giờ sáng 20 tháng 10, Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 5 huyện thành phố, gồm Thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Quỳ Châu và Quế Phong. Tất cả bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước, 6 ca là F1, 4 ca từ các tỉnh miền Nam về. Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh ra viện là 1.885 bệnh nhân, số ca hiện đang điều trị là 187 bệnh nhân.